quá nhàm chán với cuộc sống ở trái đất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phóng ra ngoài vũ trụ với siêu nhân Uchu Sentai Kyurenja. Series lần này đến kèm các ngọc cầu được gọi là Kyutama. Mỗi Kyutama tượng trưng một chòm sao khác nhau. Mã hiệu số 1 là Shishi Voyager, mang hình dáng của một chiếc phi thuyền kết hợp với loài sư tử. Mã hiệu số 3 là Okami Voyager, một con sói xanh. Mã hiệu số 5 là Oshi Voyager, một con bò được cơ khí hóa như một chiếc xe tăng. Mang mã hiệu số 7 là Chameleon Voyager, một chú tắc kè xanh. Mã hiệu số 9 là Kachiki Voyager, kiếm ngư. Điều đặc biệt trong cách chơi lần này nằm ở hệ thống âm thanh, ánh sáng vô cùng đẹp, giống như các vì sao trên bầu trời vậy. Ngoài ra có thể thay đổi vị trí chân tay để tạo ra các hợp thể hoàn toàn mới. Tenbin Voyager, một cái cân màu vàng kim. Hebisukai Voyager, một con rắn màu bạc. Mỗi cơ khí đều sở hữu một Kyutama của riêng mình. Ngoài ra, cặp đôi vàng bạc này còn có thể chuyển hóa thành hình dạng một người máy chiến đấu với các Kyutama nằm ở trung tâm. Vẫn nằm ở cơ chế chơi đặc biệt, Hebisukai và Tenbin cũng đều có thể trở thành vị trí tay hoặc chân cho hợp thể Kyureno. Mang mã hiệu số 2, Sasori Voyager, một con bọ cạp màu cam. Và mã hiệu số 8, Washi Voyager, một con chim ưng màu hồng. Mỗi cơ khí đều sở hữu một Kyutama của riêng mình. Dễ dàng thay đổi vị trí chân tay cho nhau, phụ thuộc vào sự sáng tạo trong cách chơi của bạn. Ngoài ra, Washi Voyager còn có thể trở thành đôi cánh của Kyureno. Xuất hiện thứ 10 trong đội hình Kyurenja, Ryu Voyager, một con rồng phương đông. Tiếp theo là bộ đôi cơ khí Oguma Voyager, đại hùng, và Koguma Voyager, tiểu hùng. Một cặp anh em gấu luôn song hành với nhau. Cả hai cơ khí đều sở hữu những Kyutama của riêng mình. Có thể hoán đổi vị trí các bộ phận giữa Kyureno và Ryuseo một cách dễ dàng, phụ thuộc vào cách chơi và sáng tạo của bạn. Hôm nay chúng ta sẽ phóng ra ngoài vũ trụ với Ho-O Voyager, một chiếc tên lửa. Đi kèm với Ho-O Voyager là Ho-O Station, một chiếc vệ tinh nhân tạo. Ngoài ra còn có Ho-O Base, một bệ phóng tên lửa. Điều đặc biệt nằm ở Ho-O Voyager có tích hợp âm thanh, ánh sáng cực kỳ thú vị.
Kiyotama của Kojishi mang số thứ tự là 77, có màu vàng gold đặc trưng. Trong Kiyotama mang hình ảnh một chú sư tử với bộ lông cực kỳ đẹp mắt. Kojishi có thể kết hợp với Shishi Voyager và biến thành một dạng sư tử hoàn chỉnh, Super Shishi Voyager. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu pháo đài siêu chiến hạm vũ trụ, nơi chứa tất cả các Voyager và cũng là căn cứ của siêu nhân vũ trụ Kyurenger, bao gồm hai phần chính là Orion Voyager, phần nòng súng có màu vàng phía trước, và toàn bộ phần còn lại chính là Battle Orion Ship, chiến hạm khổng lồ. Có tích hợp âm thanh. Kết thúc chặng hành trình của các siêu nhân vũ trụ, tiêu điểm chính của ngày hôm nay sẽ là Cerberus Voyager, chó săn ba đầu canh giữ cánh cửa của địa ngục. Cerberus Voyager sở hữu cho mình một Kyutama riêng biệt, đánh số thứ tự là 111. Khi cánh cửa của địa ngục mở ra, chó săn ba đầu trong truyền thuyết chính thức xuất hiện.